Thưa các đồng chí và các bạn, hiện tại nhóm phóng viên chúng tôi đang có mặt tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Và theo ghi nhận thì đêm qua đã xuất hiện 3F0 trong khu cách ly tập trung tại trường tiểu học và mầm non xã Kim Liên. Các trường hợp này thì đã được đưa đi điều trị ngay trong đêm. Và còn trong sáng nay, lực lượng phòng chống dịch tại địa phương đang khẩn trương truy vết và bổ sung thêm cơ sở vật chất để bảo đảm cho số lượng người sẽ phải cách ly sẽ tăng trong thời gian tới đây. Ngay sau khi mà phát sinh 2-3 cái trường hợp mà phát sinh mới thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện cũng đã tổ chức họp khẩn cấp chỉ đạo cho lực lượng công an, lực lượng y tế là truy vết ngay trong đêm, và đồng thời là chỉ đạo các lực lượng quân sự là quyết tâm sẽ tổ chức tốt các khu vực cách ly, bảo đảm an toàn cho nhân dân. Trong cuộc họp khẩn sáng ngày 23 tháng 2 tại Ủy ban Nhân dân huyện Kim Thành, đồng chí Phạm Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Thành nghiêm túc rút kinh nghiệm công tác phòng chống dịch, trực tiếp phê bình cán bộ chủ chốt còn chậm trễ trong triển khai nhiệm vụ thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch áp dụng các bài học chống dịch của các địa phương khác, đề nghị lực lượng phòng chống dịch tiến hành truy vết, khoanh vùng dập dịch thần tốc. Tôi yêu cầu là trong vòng 6 giờ, với những nơi cần lấy mẫu thì phải tiến hành lấy mẫu xong. Trong vòng 12 giờ sau khi lấy mẫu thì đơn vị xét nghiệm phải khẩn trương trả kết quả nhanh. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là các tổ COVID cộng đồng, ban chỉ đạo cấp xã phải vào cuộc, các lực lượng của huyện phải vào cuộc. Ở đây chúng ta phải tiến hành, phải nêu gương cái vai trò của người đứng đầu, cấp ủy chính quyền, các tổ chức, các lực lượng, gương mẫu đi đầu trong việc tham gia chống dịch. Hiện tại lực lượng phòng chống dịch và chính quyền địa phương huyện Kim Thành nói riêng, tỉnh Hải Dương nói chung đang chạy đua với thời gian để dập dịch. Sự quyết liệt, khẩn trương, tinh thần trách nhiệm của các lực lượng và ý thức phòng chống dịch của người dân là vũ khí tối thượng để huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương chiến đấu, chiến thắng đại dịch.